quý vị và các bạn thân mến các bé thân mến trong chương trình hôm nay thanh tùng diễn đọc sẽ gửi cho quý vị các bạn các bé một câu chuyện mang tên bài học quý trong khu rừng kia sẻ và chết chơi với nhau rất thân một hôm sẻ nhận được một món quà của bà ngoại gửi đến đó là một chiếc hộp đựng toán hạt kê sẻ không nói một lời nào về món quà ấy cả nó thầm nghĩ nếu cho cả trích nữa thì mình sẽ trắng còn lại là bao. Sẻ ở trong tổ, ăn hạt cây một mình, thì kế hết á, chú biển quẳng hộp đi. Những hạt cây còn sót lại, bay ra khỏi hộp, gió đưa chúng đến một đám cỏ non xanh dưới một gốc cây xa lạ. Trích đi kiếm mồi, gặp những hạt cây ngon lành ấy, bèn gói cẩn thận vào một chiếc lá, rồi mừng rỡ chạy đi tìm người bạn thân thiết của mình. Vừa gặp sẻ, Trích đã reo lên. Chào bạn sẽ thân mến, mình vừa kiếm được 10 hạt kê rất ngon nhé. Đây này, bây giờ chúng mình hãy chia đôi, cậu 5 hạt, mình 5 hạt. Nghe Trích nói thế, sẽ xấu hổ quá, chú đã nhận được từ bạn mình một bài học sâu sắc. Theo Vlakovsky, Nguyễn Thị Xuyến Dịch, Đạo đức lớp 3, nhà xuất bản giáo dục năm 1991. Vui lòng bấm like, xe và đăng ký kênh youtube Thanh Tùng Diễn Đọc để những điều ý nghĩa như vậy tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Xin chào Miến Chào!